Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta ghi dữ liệu vào một cái file text trong Python. Thì trong ví dụ trước thì chúng ta đã cùng nhau đọc dữ liệu từ một cái file có tên là 042 text đặt chung thư mục với cả cái file Python của chúng ta. Thì dữ liệu của cái file text đấy thì bài trước chúng ta đã học, nó chỉ có dữ liệu đơn giản như thế này thôi và chúng ta đã đọc được ra màn hình. Để các bạn thấy là cái cú pháp trong cái bài trước ấy, thì các bạn thấy là trong cái hàm open này mình chỉ đưa vào đối số là cái tên của cái file text mà chúng ta muốn đọc, và cái phần mà cái đối số thứ hai mình muốn nói là cái phần rt này, read, t là text. Thì các bạn nếu các bạn không đưa cái đối số này vào thì nó hiểu mặc định chúng ta đọc cái file đấy, tức mặc định chúng ta đọc cái file đấy ra chứ không phải là chúng ta muốn ghi cái dữ liệu vào file đấy. Thì nếu chúng ta không đưa vào thì nó ngầm hiểu là như thế, nhưng mà các bạn biết là cái tiêu chí của Python ấy là rõ ràng bao giờ hơn là không rõ ràng, cho nên là các bạn nên đưa những cái đối số mà thể hiện sự rõ ràng. Ở đây đưa đối số rt này vào thêm cái trong cái hàm open này là nó muốn nói là cái file này sẽ được đọc ra. Còn khi các bạn đưa cái đối số wt vào thì cái file này sẽ được ghi vào. Đấy, cái file này có nhiệm chúng ta cái có khả năng chúng ta sẽ có thể ghi được cái dữ liệu vào cái file này. Thì cái file này ấy, các bạn thấy nó vẫn sử dụng hàm open, mình để tên file là outfile và đây là cái tên file. Tên file này các bạn thấy là hiện tại nó chưa xuất hiện trong cái thư mục chúng ta bởi vì mình chưa chạy. Ở đây mình mới viết cái code này ra thôi. Thì sau khi mình tạo ra một cái tên file mà chúng ta dự định sẽ đưa dữ liệu vào trong đấy, mục đích của mình là mình copy dữ liệu từ cái file này và ghi vào cái file mới này. Ok, mình vẫn sử dụng một vòng lặp for như bài trước chúng ta nói, for qua từng cái dòng của cái file in file mà chúng ta đọc ra này. Thì mình sử dụng cái cú pháp cái hàm print để mình ghi dữ liệu mà đọc được từ cái file in file này và đưa vào cái file out file này bằng cú pháp là chúng ta vẫn print đối số thứ nhất thì mình vẫn đọc dữ liệu từ một cái file. Mình sử dụng cái hàm là rs_strip này để đọc dữ liệu của từng dòng và bỏ qua những cái phần những khoảng trắng ở phía sau của mỗi dòng. Ở đây các bạn thấy có một đối số thứ hai là file bằng output, thì chính là xác định cái file mà chúng ta sẽ ghi dữ liệu vào. Đây thì chính là cái output này chúng ta đưa vào. Rồi ở phần sau này thì mục đích của mình chỉ là in dấu chấm ra thôi. Cứ mỗi lần ghi được xong thì in một dấu chấm là in ra cái phần console bên dưới này để chúng ta biết đấy, có bao nhiêu dòng thì là bấy nhiêu dấu chấm. Rồi cái phần dòng tiếp theo là phần output.close là chúng ta đóng cái file mà chúng ta ghi vào lại. Cái file output này sau khi mở ra để ghi dữ liệu thì chúng ta sẽ đóng lại. Các bạn có thể thêm là ví dụ như có thể input.close. Đấy, các bạn đóng cả cái file này lại đi. Đấy. Input in file. Đây. In file. Đấy, các bạn có thể đóng cả cái file mà các bạn mở ra để các bạn đọc. Đấy. Đây mình không cần thiết. Ok. Đấy, sau khi các bạn có này các bạn lưu lại. Và dòng cuối cùng là mình chỉ in chữ đăn này ra thôi để biết chúng ta đã in xong. Về Ctrl F, Ctrl Shift là đây. Rồi, bây giờ chúng ta tìm, các bạn thấy là nó xuất hiện cái file là 043 text copy ở đây. Đấy, 043 text copy, bây giờ mình mở cái file này ra. Đấy thì các bạn thấy là nó ghi được cái dữ liệu. Nó copy dữ liệu từ file 042 text và nó copy sang cái file là 043 text copy. Sử dụng cái này. Ngoài cái dòng lệnh này thì các bạn có thể sử dụng một cái dòng lệnh khác để ghi file. Để ghi file vào cái file output này, bạn có thể outfile.write line. Đấy. Sau đó thì các bạn truyền cái dòng line vào. Đấy, thì các bạn nó cũng làm được cái việc tương tự như trên này. Nhưng mà các bạn sử dụng cái hàm bên trên này, dùng lệnh cái rs_strip này thì nó sẽ bỏ qua được các cái khoảng trắng ở phía sau của mỗi dòng. Đấy. Ok. Vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta ghi một dữ liệu vào một cái file text trong cái ổ cứng của chúng ta. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.